Ok, hello anh em. Hôm nay mình lại được trả một cái sản phẩm cực kỳ lạ cho anh em trong dòng smartphone. Đó, trên tay của mình này. Em này là Thinh 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 Phone. Đấy, model cụ thể là Motorola. Đấy, độc lạ quý hiếm này, mình có muốn tí top top đây này. À, cụ thể là model này là mình trả trả cho một anh khách ưa săn những hàng quý hiếm độc lạ. Mình chia sẻ nhanh luôn thông tin sản phẩm. Có cái link nữa, ít nữa mình sẽ đưa vào video luôn. Con này là Thinh Thinh Phone by Motorola đấy. Cấu hình của nó thì ít nữa mình gửi vào video anh em xem luôn. Chứ mình cũng không chuyên về cái dòng điện thoại này. Có nghĩa là cái sản phẩm anh em đặt shop ở bên Lenovo ấy, lúc được được giảm khoảng tầm 200 đô rồi đấy, 200-300 đô rồi đấy. Cái lúc mà mới ra năm ngoái thị trường bán khoảng 20 triệu. Đấy, năm nay anh em săn được về tay của anh khách là 11 triệu 500. Cái đơn này là trả cho anh Nguyễn Thành Phát ở 53 đây, ở thành phố Quy Nhơn. Đấy, không không tiện đọc địa chỉ khách hàng, chẳng có là ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Cấu hình của nó mình thấy đây, chạy con Qualcomm gì đây này. RAM 8 GB, ổ cứng 256, màn hình là 6.6 inch. Chi tiết vậy thôi. Thôi vào chủ đề chính, quay mình có bóc không? Có được bao Bóc. Bóc để phụ kiện ra đàng hoàng, nhẹ nhàng nhé. Đấy, cho mình bóc luôn. Đấy, nguyên tem như này này. Đấy, nguyên cái tem niêm phong của hãng này. Đấy. Đấy. à, của Motorola nhưng mà là thinh bát thinh phone lại. Ok, cụ thể chính bây giờ mình sẽ khui ra để kiểm định xem bên trong nó có những cái gì. Đây, bạn mình là bạn chuyên su phây, anh em mà cần su phây liên hệ bạn này. Rồi, chủ thể chính bên mình thì không làm gì với sản phẩm đâu, chủ yếu là chia sẻ thông tin thực tế hàng bill của anh em về thôi, đặt bên Mỹ về. Đấy, bóc ra nó có những cái gì, phụ kiện đi kèm có những cái gì. Sạc này. Đấy, có dây sạc nữa thôi đúng không? Có tai nghe đứng nghiếc gì đi kèm không? Không có. Sau này chắc bỏ hết rồi đúng không? Ok, đấy tổng quan vậy thôi. Nguyên bản như này, Motorola, em có thể bọc cái ni lông dạng được. Đấy, bóc ra xem cái hình thức sâu cho anh em luôn. Bóc khéo khéo cái này lại đóng lại cho anh ấy. Thường anh em sẽ kiểm định, anh em công ty sẽ kiểm định, sau đó chuyển cho khách hàng. Em này là brand new, mới 100%. Phía sau, này, chi tiết phía sau. Quá đẹp, camera. Đấy, quá đẹp luôn. Anh em không chuyên về dòng này đâu. Có nghĩa là những sản phẩm là cho anh em ưa hàng quý hiếm độc lạ. Đấy, em quay top top thì quay. Anh nào mà muốn kiểu là một bộ ThinkPad, ví dụ như mua máy tính ThinkPad rồi thì có thể mua thêm con điện thoại nữa nhưng mà Có logo ThinkPad phía sau. đọc lại. Mình nghĩ đây là một sản phẩm gì đấy tương đối là nó có tiếng ở trong thị trường đấy, dành cho gu anh em thích kiểu của quý hiếm độc lạ thì hay săn chiếc này. Chứ như bản thân anh em đây trong dòng công nghệ là cung cấp hàng công nghệ cho anh em ở Mỹ về. Nhưng đây là cái đầu tiên mình khui đấy, ở Việt Nam. Thường anh em biết tới iPhone và những thương hiệu nổi tiếng đấy. Đấy, tổng quan. Đó, đơn giản vậy thôi. Rồi, đấy, quá trình là mình chia sẻ cho khách hàng ở xa, nó phải kiểm định lại sản phẩm. Tại vì nguyên siêu, mất tông gửi tới lại không thấy cái gì bên trong cả. Thì sản phẩm nguyên bản nhập về nó như này. Anh em có nhu cầu hàng quý hiếm độc lạ cứ liên hệ trực tiếp để mình đặt hết từ Mỹ về, chuyển về cho anh em. Thời gian 4 đến 6 tuần có tại Việt Nam rồi. Đấy, tổng quan. Rồi, xin chào. À, họ cho thêm cái này, cái ốp rất là chu đáo hãng, cho thêm cái ốp này nữa. Ốp cái dòng này tương đối độc lạ, nên ốp thì cũng phải thửa riêng. Sạc à, cho cái chọc sim đấy này, cái chọc sim của hãng này. Đấy. Ốp. Đấy, tổng tổng quan có vậy thôi.